Nếu anh chị thấy cái cổ họng của anh chị ngày đêm lúc nào cũng có cái dịch đờm nhầy nhớt, nó bám dính ở trong cổ họng, cứ khạc một tí nó lại có cái dạng đờm này, nó queo quánh, nó bám dính ở trong cổ họng của mình, các anh chị khạc không ra, nuốt nó không trôi, cảm giác nó cứ mắc mắc nghẹn nghẹn ở sâu trong cổ họng, các anh chị cảm giác cổ họng của anh chị nó khô, nó nóng rát trong cổ họng, ngứa họng, ho dai dẳng kéo dài, các anh chị không hết, nguyên cả một ngày là các anh chị phải ập e tăng hắng lúc nào cũng mắc mắc vướng vướng ở trong cổ họng, nóng rát, đau họng liên tục. Có nhiều anh chị còn ho kéo dài 1 cho đến 2 tháng. Cứ đi không sao, đứng không sao, ngồi không sao, cứ nằm một cái tức ngực, khó thở, ho nhiều, tim đập nhanh, đánh trống trong lồng ngực, nuốt nghẹn sâu trong cổ họng. Nhiều anh chị ở đây là gì? Cứ tưởng là mình bị viêm họng mãn tính hoặc là viêm phế quản. Các anh chị đi mua kháng sinh long đờm, tiêu đờm, giảm đau, như các triệu chứng này nó chỉ thuyên giảm cho anh chị được vài ngày, nó lại quay trở lại kèm theo các triệu chứng khác như là đầy hơi, chướng bụng, ăn không tiêu, mất ngủ, mệt mỏi, sụt cân, chân tay ra mồ hôi, tức ngực, khó thở, ợ hơi, ợ chua, đắng miệng, chua miệng, nóng rát, đau rát nơi vùng thượng vị. Có rất là nhiều anh chị mình có tất cả những cái triệu chứng trên, nhưng anh chị chưa từng đi thăm khám bao giờ cả. Thì tất cả các triệu chứng như em vừa nói trên, thì cái nguyên nhân của nó đến từ đâu ạ? Cái thủ phạm ở đây nó chính là trào ngược dạ dày thực quản anh chị mình ạ. Có nhiều anh chị là tưởng mình bị viêm phế quản, viêm họng mãn tính, viêm phổi, rồi là tim mạch. Các anh chị mình đi uống đông tây nam các kiểu, như cổ họng của anh chị mình lúc nào cũng có cái đờm. Cái nguyên nhân chính ở đây là anh chị mình đang bị trào ngược dạ dày thực quản. Thì cái axit dạ dày nó dư thừa, một cái lượng axit nó sẽ di chuyển dọc lên thực quản, lên đến vùng hầu họng, làm cho cổ họng anh chị mình khạc một tí nó lại có. Cái nguyên nhân mà nó gây ra cho anh chị ho dai dẳng mãi chị mãi không hết, nóng rát nơi vùng cổ họng và nghẹn sâu trong cổ họng là do cái dịch axit dạ dày nó di chuyển đến đâu thì nó gây tổn thương đến đó. Cái axit tiếp xúc tới niêm mạc thực quản, tiếp xúc với niêm mạc họng, nó sẽ phá hủy chất nhầy bảo vệ niêm mạc thực quản và niêm mạc họng, khiến cho anh chị mình có các cái triệu chứng như là ho dai dẳng, nóng rát nơi vùng thượng vị, đánh răng buồn nôn, nghẹn sâu trong cổ họng, đau nóng rát trong vùng họng hoặc là viêm họng kéo dài. Có nhiều anh chị để các cái triệu chứng này nó nặng hơn, anh chị mới bắt đầu đi thăm khám thì nó đã ở cái mức độ trào ngực thực quản cấp độ A, B, C, D. Có những anh chị biến chứng nặng hơn như là phù nề đường hô hấp, co thắt phế quản, tim mạch đập nhanh, hồi hộp, mất ngủ, sút cân, chán ăn, mệt mỏi. Thậm chí là có nhiều anh chị là bị viêm họng 1 tháng 3 cho đến 4 lần. Các dịch vị axit dạ dày nếu không được bài tiết ra ngoài thì các cái triệu chứng này của anh chị vẫn còn nằm nguyên, thậm chí nó còn nặng hơn. Nhiều anh chị ở đây là sử dụng Tây y, nó sẽ có cái thành phần là chống co bóp dạ dày, chống tiết axit dạ dày, chỉ giải quyết cho anh chị mình phần ngọn thôi. Còn cái nguyên căn ở đây, cái axit không được bài tiết ra ngoài, thì anh chị mình tham khảo cho em về cái viên thảo mộc này, nó sẽ giúp mình là xử lý bài tiết được hết tất cả những cái dịch axit dư thừa trong dạ dày ra ngoài. Đồng nghĩa các cái triệu chứng trên của anh chị mình nó sẽ thuyên giảm dần, cân bằng lại cái cơ chế hoạt động tự nhiên của dạ dày, thì cái vùng hầu họng của anh chị mình nó mới hết được dịch đờm nhầy nhớt ạ. Ngoài ra anh chị nào còn bị viêm loét hang vị, vi khuẩn HB, viêm thành bờ cong lớn, bờ cong nhỏ, tá tràng, đại tràng thì nó đều giải quyết được cho anh chị mình luôn ạ.